Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống, lòng tin rất quan trọng. Và lòng tin được xây dựng phát triển dựa trên các mối quan hệ giao tiếp hàng ngày và trong công việc. Thế nhưng trong thực tế cũng có không ít trường hợp kẻ xấu cố tình tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi phạm pháp. Trong khi một số người lại đặt nhầm lòng tin và bị thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần. Các vụ án sau đây sẽ là bài học kinh nghiệm quý giá để mọi người có thể cảnh giác và thận trọng hơn trong cuộc sống. Cách đây một năm, bị cáo Huỳnh Văn Bình, ngụ tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, trong quá trình đăng ký thuê bao điện thoại trả trước, có quen với nhân viên Hòa Mạng Mạc Phạm Thủy Anh, ngụ tại Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Qua nhiều lần giao tiếp, bị cáo Bình biết được chị Thủy Anh mong muốn có việc làm ổn định, nên bị cáo Bình kêu chị Thủy Anh đưa hồ sơ để Bình xin cho chị Thủy Anh vào làm việc tại một ngân hàng thuộc tỉnh Hậu Giang, vì Bình có quen với anh Đông đang công tác tại đơn vị này. Hỏi là Phạm Thủy Anh sao đi bán nó thấy cực quá, thì hỏi có học gì không, nói Phạm Thủy Anh nói là có bằng kế toán, rồi Bình thì nói kêu photo bằng kế toán ra đi rồi đưa cho anh Đông này kia, rồi gửi vô ngân hàng. Mối quan hệ trên chưa biết thực hư thế nào, chỉ biết rằng sau vài ngày nhận hồ sơ, bị cáo Bình đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị Thủy Anh, nên rủ người bạn tên Đức mạo danh anh Đông đến bưu điện quận Ô Môn gọi điện thoại cho chị Thủy Anh, cho biết hồ sơ của chị Thủy Anh được chấp nhận, nhưng cần phải đổi hình áo dài thành áo vest. Đồng thời, phải gửi 1 triệu đồng để lo tiền cà phê, và người bị hại đã thực hiện đúng yêu cầu này. Nhận thấy yêu sách của mình đã được đáp ứng nhanh chóng, đồng thời cách làm này dễ kiếm tiền hơn so với thu nhập thực tế của bản thân, nên khoảng một tuần sau, nhân lúc Đức đến tiệm của bị cáo Bình hớt tóc, bị cáo Bình kêu Đức tiếp tục mạo danh ông Đông gọi cho chị Thủy Anh với nội dung hồ sơ cần bổ sung giấy khai sinh kèm theo 1 triệu đồng để lo cho hội đồng thi. Không dừng lại ở đây, khoảng 2 tuần sau, bị cáo Bình kêu Đức giả danh ông Đông nhắn tin cho chị Thủy Anh để tiếp tục gửi số tiền 1 triệu 100 ngàn đồng mà Bình phục vụ xin việc cho chị Thủy Anh. Thực tế, Bình chẳng có quen biết và cũng không có động thái gì chứng tỏ đã xúc tiến xin việc làm cho người bị hại, mà chỉ viện hết lý do này đến lý do khác, chủ yếu chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Vì vậy, khi cần tiền để nâng nền tiệm hớt tóc, bị cáo Bình lại nghĩ ngay đến chị Thủy Anh. Và lần lường gạt này, bị cáo nảy ra lý do người bị hại ở trọ tại Cần Thơ nên chuyển về làm ở ngân hàng quận Bình Thủy sẽ tiện hơn và yêu cầu đưa thêm 2 triệu đồng để lo hồ sơ. Cũng như các lần giao dịch trước, người bị hại cũng đồng ý vô điều kiện, nhưng sau đó có ý nghi ngờ bị lường gạt, nên viện lý do để không đến giao tiền cho Bình như đã hẹn. Vì vậy, sau đó bị cáo Bình đi xe ôm đến nhà của chị Thủy Anh để nhận tiền. Khi bị cáo Bình vừa nhận số tiền 2 triệu đồng từ chị Thủy Anh thì cũng là lúc bị bắt quả tang. Bị cáo thì thiếu nợ ở ngoài, rồi nói gì cho Phạm Thủy Anh, gửi tiền cà phê này kia rồi Bình lấy 1 triệu rồi trả nợ ngoài. Trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy người thanh niên mà bị cáo Bình khai tên Đức không rõ tung tích nên không có cơ sở xét xử. Riêng đối với ông Nguyễn Văn Đông là người bị mạo danh, không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo Huỳnh Văn Bình. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác, gây tác động rất xấu đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong quá trình xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo tự nguyện bồi thường thiệt hại, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Mẹ của bị cáo là người có công với nước, bản thân bị cáo cũng có thời gian phục vụ công tác ở địa phương nơi bị cáo sinh sống, nên giảm nhẹ và xử phạt ở mức thấp nhất của khung hình phạt là 6 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Thưa quý vị và các bạn, lẽ ra nên an phận với cuộc sống hiện tại của bản thân, còn đằng này chỉ vì mong muốn có tiền tiêu xài mà không phải mất công sức lao động, nên bị cáo Bình đã tìm mọi cách chiếm đoạt tài sản của bị hại, nên phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Bởi bất kỳ hành vi phạm pháp nào, trước sau gì cũng được phơi bày ra ánh sáng pháp luật. Từng có thời gian theo học ngành công nghệ thông tin, tuy chưa được cấp văn bằng tốt nghiệp, nhưng với kiến thức được đào tạo,
bị cáo Lê Công Tài cũng tìm được việc làm tại các tiệm Internet trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sở dĩ bị cáo Tài phải đứng trước vành móng ngựa như ngày hôm nay là do xuất phát từ sự nhẹ dạ cả tin của người bị hại, tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện ý đồ trục lợi cá nhân. Từ mối quan hệ tình cảm gắn bó nhiều năm với chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, bị cáo Tài quen biết với anh Cao Quốc Tuấn, ngụ tại thị xã Bình Minh. Qua nhiều lần giao tiếp, anh Tuấn cũng tâm sự về công việc của một cán bộ văn hóa xã và mong muốn tìm được việc làm khác với thu nhập ổn định hơn. Vì vậy, bị cáo Tài giới thiệu với anh Tuấn là bản thân đang công tác tại chi nhánh công ty Viettel, quận Ninh Kiều. Công ty sắp có kế hoạch mở chi nhánh tại Bình Minh và bị cáo được điều động làm giám đốc, có trách nhiệm tuyển nhân sự. Nên với sự quen biết này, bị cáo Tài hứa sẽ lo cho anh Tuấn vào làm thủ kho tại chi nhánh Bình Minh. Bị cáo thấy anh Tuấn có nhu cầu cần việc làm thì lúc đầu thì bị cáo cũng nói với anh Tuấn là làm ở Viettel. Rồi anh Tuấn có ý là muốn nhờ xin việc làm giùm. Để tạo thêm lòng tin, bị cáo Tài còn đưa ra một số giấy tờ chứng minh mình đang công tác tại đơn vị này. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên bị cáo Tài đã chiếm được lòng tin của người bị hại. Từ đó, bị cáo đã đưa ra yêu sách với nhiều chiêu thức khác nhau. Lúc trước là Tài lên đó có nhận mấy đứa con tôi kêu nó bằng cha không à. Rồi bởi vì tin tưởng nó có thấy hoàn cảnh tôi đi làm không có tiền nhiều. Rồi nó mới nói em làm ở Viettel tiền lắm, ở chi nhánh như lời của nó nói vậy đó. Rồi nó cũng có, lúc đầu thì nó cũng vô hồ sơ, mình viết cái hồ sơ đó in hoàn toàn là khẩu hiệu Viettel hết. Và nó có gửi cái bản tên đồ của nó, bản lương đồ của nó, mình mới tin tưởng. Viện lý do phải làm thủ tục xin việc, lo bằng đại học cùng một số vòng thi sơ tuyển do chính bị cáo Tài vẽ ra. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một năm, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 6 năm 2011, bị cáo Tài đã nhận của anh Tuấn 141 triệu 500 ngàn đồng, trong đó có 18 triệu đồng tiền mượn. Rồi sau này làm hồ sơ xong cái năm sau nó mới nói vụ tiền, người ta tiễn là cần tiền nhưng mình thế chấp vô vậy đó. Mình mới tiễn, đưa 45 triệu trước tiên đầu tiên đó, rồi sau đó mới tiến triển từ từ. Mình tin tưởng rồi lỡ mình gửi rồi không lẽ mình bỏ số tiền đó luôn sao? Sau này cũng 3-4 năm sau điện nó tính đi làm rồi. Điện hoài rồi không gặp mặt đó, rồi mới biết mình bị lừa. Lúc đầu thì bị cáo không có nghĩ ra cách nhận tiền. Đưa rồi khoảng một năm sau bị cáo không có tiền bạc xài thiếu thốn nên bị cáo mới nghĩ ra cách nhận tiền. Tổng cộng số tiền đó là 141 triệu 500 ngàn. Cũng thủ đoạn như trên, năm 2011, Tài hứa sẽ lo cho con của anh Nguyễn Hữu Kỉnh vào làm việc tại công ty Viettel chi nhánh Bình Minh và nhận tiền của anh Kỉnh 70 triệu đồng. Bị cáo với lúc đó có quen với cô Phượng, hai người xài chung tiền chi phí vậy thôi, không có phục vụ xin việc làm, lấy tiền đó để chiêu xài cá nhân. Mặc dù trong vụ án này, chị Nguyễn Thị Thanh Phượng chỉ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, nhưng chị Phượng trình bày, trong suốt thời gian chung sống, bản thân chị cũng là người bị hại. Do tin tưởng bị cáo Tài, nên chị Phượng đã đưa tiền để bị cáo xin việc làm cho chị. Mặt khác, với lý do đi Hà Nội làm hồ sơ tách công ty, tiền khắc phục hậu quả tai nạn giao thông, chị Phượng còn vay mượn nợ để chuyển tiền cho bị cáo, tổng cộng trên 600 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng không chứng minh được việc bị cáo Tài lừa đảo chị Phượng nên sẽ giải quyết ở vụ kiện dân sự khác. Sự việc chỉ dừng lại khi những người bị hại phát giác việc làm phạm pháp của bị cáo và có đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng. Như vậy, với thủ đoạn tự giới thiệu mình sắp làm giám đốc chi nhánh công ty Viettel tại Bình Minh, có nhiệm vụ tuyển nhân sự, bị cáo đã nhiều lần chiếm đoạt tiền của những người mong muốn có việc làm ổn định với số tiền tổng cộng gần 200 triệu đồng. Hiện nay, gia đình bị cáo đã khắc phục xong hậu quả cho người bị hại. Hành vi phạm tội của bị cáo cần phải cách ly ra khỏi xã hội một thời gian mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội. Vì vậy, mức án 1 năm 6 tháng tù giam là bài học đủ sức để cảnh tỉnh, cải tạo bị cáo Tài trở thành người công dân lương thiện sau này. Mong muốn có một việc làm tốt thì cái đó là nguyện vọng đó rất chính đáng. Tuy nhiên là mình cũng phải tìm hiểu cho kỹ
và mình phải nộp hồ sơ đến cái cơ quan nào đó thì mình phải đến trực tiếp ngay cơ quan đó để mình khi có cái thông báo xét tuyển hoặc là thi tuyển thì mình nộp hồ sơ theo đúng quy định và do đúng ngay cái công ty, cái đơn vị đó người ta phát hành gặp cái người có chức vụ, có trách nhiệm của công ty đó, mình đến ngay công ty đó để mình nộp và thi tuyển. Chứ còn mà mình nghe người ta nói để qua các cái môi giới thế này thế kia thì dễ xảy ra là bị gạt. Thưa quý vị và các bạn, qua vụ án trên cho thấy thủ đoạn lừa đảo của bị cáo Tài hết sức đơn giản nhưng qua mặt được rất nhiều người. Bởi các bị cáo nắm bắt được tâm lý của một bộ phận người dân là mong muốn con em mình có được một nơi làm việc ổn định. Với suy nghĩ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nên người bị hại đã không ngần ngại vay mượn hoặc bán đi tài sản của mình để đưa tiền cho bị cáo. Nhưng cuối cùng việc làm đâu chẳng thấy, chỉ thấy phiền phức. Tiếp sau đây, Thế Anh mời quý vị và các bạn theo dõi một vụ án lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng. Anh Nguyễn Hoàng Hùng Dương và chị Nguyễn Thị Ánh Châu có nợ của bà Lê Thị Quỳnh Mai số vàng tương đương 618 triệu đồng. Sau khi đáo hạn, do trục trặc thủ tục nên ngân hàng không cho vợ chồng anh Hùng Dương vay lại. Vì vậy, các bên thỏa thuận giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mai giữ để đảm bảo việc trả nợ. Sau đó, hai vợ chồng Hùng Dương bàn bạc với bà Mai mượn lại giấy tờ nhà đất để bùi lưu hải bằng. Thời điểm này đang công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn chi nhánh tỉnh Vĩnh Long là bạn thân của vợ chồng Hùng Dương đứng ra làm thủ tục vay giùm. Sau đó, bằng sẽ trả nợ cho bà Mai. Giao dịch này được các bên làm giấy tờ cam kết. Bị cáo với Hùng Dương Ánh Châu thì rất là thân, quen nhau mười mấy năm rồi. Thì nói chung là Hùng Dương Ánh Châu cũng đang khó khăn nhưng nó nhờ bị cáo đứng vay giùm. Thì trong cái việc này bị cáo chẳng được có quyền lợi gì hết, cũng vì giúp họ thôi. Vì tôi có bằng giờ Nguyễn Hồng Dương á, mới lợi nhà tôi lấy quyền sử dụng đất, thì tôi mới buộc đó là bù lưu cái bằng làm cho tôi biên nhận và cam kết là nội dung đó là mượn quyền sử dụng đất của Tân Nguyễn Hồng Dương á để đi vay vốn ngân hàng thì trả nợ cho tôi, trường hợp vay không được á thì trả quyền sử dụng đất lại cho tôi. Để việc làm thủ tục giao vốn được dễ dàng, Bằng bàn bạc với vợ chồng Hùng Dương sang tên cho Bằng đứng tên trên giấy tờ nhà đất và thủ tục được xác lập với giá chuyển nhượng là 420 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bằng tự ý đến phòng công chứng yêu cầu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng trước đó và nhờ phòng công chứng soạn sẵn hợp đồng trị giá 1 tỷ đồng. Điều đáng nói, dù rằng không có sự hiện diện của vợ chồng Hùng Dương, nhưng Bằng vẫn làm được thủ tục công chứng để vay 700 triệu đồng tại phòng giao dịch Nguyễn Huệ. Nói chung là cũng thời điểm nó cũng gấp rút cho nên bị cáo mới làm như vậy. Nhưng mà không nghĩ là gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi vì nghĩ là chỉ là sử dụng cái hợp đồng đó thôi. Còn cái tài sản thế chấp mới, cái đó mới là quan trọng. Lẽ ra, với số tiền vay được, bị cáo phải trả hết nợ cho bà Mai như đã thỏa thuận ban đầu. Đằng này, bị cáo chỉ trả cho bà Mai 100 triệu đồng, trả Ánh Châu 300 triệu đồng, nhưng Ánh Châu không thừa nhận. Riêng số tiền còn lại, Bằng phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đến thời điểm vụ án hình sự đưa ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Bằng còn nợ ngân hàng 560 triệu tiền gốc và trên 100 triệu tiền lãi. Thì bị cáo mới trả đưa cho hai vợ chồng Hùng Dương Ánh Châu, bởi vì thật sự là cái đó là số tiền đó là vay dùm cho họ thôi, đâu phải của bị cáo. Phần còn lại bị cáo giữ ở đó để đợi vợ chồng nó đem số tiền kia cộng lại trả cho chị Mai là 610 mấy triệu mới đủ. Còn bây giờ bị cáo giữ lại cái số tiền là còn lại là 270 triệu thì đâu có làm được gì. Bị cáo giữ đó và bị cáo đóng lãi trả gốc cho ngân hàng. Bị cáo chẳng có quyền lợi hết, trong khi bị cáo đang có công ăn việc làm rất ổn định. Cái việc này nó chẳng đáng là gì để mà bị cáo phải gọi là lừa đảo cả. Trong phiên tòa này thì tôi yêu cầu là vừa vợ trợ chồng Dương Châu á, về phía tòa á, thì coi như hợp đồng vô hiệu, hủy hợp đồng vô hiệu đó, trả về Hùng Dương cho cũ. Và yêu cầu vợ chồng Dương trả từ 140 chỉ vàng SJC và 30 triệu đồng. Như vậy, từ chỗ có công ăn việc làm ổn định, được nhiều người ao ước, nhưng chỉ vì nhất thời không kiềm chế được lòng tham mà bị cáo Bằng đã nghĩ ra những việc làm phạm pháp qua mặt cả cơ quan chức năng để đạt được số tiền vay như mong muốn,
rồi sau đó chiếm đoạt phục vụ chi tiêu cá nhân. Để rồi cái giá mà bị cáo Bằng phải trả cho hành vi việc làm phạm pháp của mình không chỉ dừng lại ở số tiền phải bồi thường thiệt hại mà chính là mức án 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác. Thưa quý vị và các bạn, qua vụ án trên cho thấy do những người bị hại đặt nhầm lòng tin nên các bị cáo mới có cơ hội thực hiện ý định chiếm đoạt tài sản dễ dàng. Vì vậy, khi có nhu cầu xin việc làm hoặc thế chấp tài sản để vay vốn, mọi người cần trực tiếp đến cơ quan hoặc đơn vị đó để tìm hiểu thủ tục, không nên nhờ người trung gian nhằm tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Đến đây, chương trình Ánh sáng pháp luật xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau.